có à? Nhiều không? Nhiều cả nhà ơi. Ui, nhiều luôn. Ủa, tự nữa này con. Ui, bốn con. Ui, chào bá luôn kìa. Bốn con đi luôn á. Ừ. Đang xem clip của Hiệp nha. Đầu năm mới Hiệp chưa ra video nào. Hôm qua thì Hiệp có mua số mồi để đặt lập ếch á. Thì đặt theo dọc cái bờ kinh sườn mà có ếch nhiều á cả nhà. Thì hôm qua Hiệp có đi đặt nên thôi nha. Tại vì hôm qua bé Bo mất đi học rồi. Thì sáng hôm nay bé Bo không có học á, nên chạy qua chở bé Bo qua hay cậu cháu đi thăm lợp nha cả nhà. À, còn một vấn đề này nữa Hiệp xin thông báo cho cả nhà biết nha. Thì từ đây về sau mỗi video của Hiệp ra, Hiệp sẽ tổ chức một cái cuộc chơi. Cái trò chơi mini game nho nhỏ thôi, nhằm cho cả nhà có một sân chơi vui vẻ sau một ngày làm việc mệt mỏi á, cũng như là giúp cho kênh nó có tăng tương tác lên á. Thì mong cả nhà đón nhận và ủng hộ Hiệp nha. Thì mỗi video á thì Hiệp sẽ lọc ra những bạn nào mà like video và có nhận xét video á cả nhà, có bình luận video á, thì Hiệp sẽ lọc ra và Hiệp sẽ quay số với trúng thưởng. Thì một phần quà nhỏ nhỏ thôi cả nhà ơi. Đó, thì anh em nào mà có ủng hộ Hiệp á, thì cùng tham gia trò chơi để vui góp sức thúc đẩy kênh phát triển nha, để mình có động lực để mình làm nhiều clip hay hơn nữa nha các bạn. Thì kết quả mà Hiệp sẽ thông báo ở clip tiếp theo nha. Thì mỗi clip nào cũng có trò chơi hết nha cả nhà, mỗi clip nào mình cũng có quay số trúng thưởng hết. Đó, thì Hiệp chỉ thông báo như vậy thôi nha. Rồi bắt đầu cuộc hành trình thăm lập ếch của hai cậu cháu mình nha các bạn. Bo quay lại chào cô chú cái bò. Con là cô chú. Ừ. Đấy, cái Bo đi thăm nha cả nhà. Cái nào khó quá thì Hiệp sẽ thăm nha. Để cậu chỉ cho con mấy cái lợp cậu đặt hôm qua. Dạ. Thì mùa này á, chỗ Hiệp là nó bị nghịch mùa nha, nên Hiệp đặt có con gì Hiệp ăn con đó thôi, chứ không mong nó chạy nhiều. Còn những cái dùng anh em ở ngoài ngoài á, thì giờ mùa này chuẩn bị mùa ếch nè. Ếch nó nhiều nè, tại nó bớt lạnh nè. Đây nè con, coi có không? Con coi có không? Dở cái cây lên nè. Có không? Có. Ui, có chạy con. Ui, im quá hé Bo. Dạ. Nè nè, hai con luôn nè con. Hai con luôn. Hai con luôn. Để rửa cái nha các bạn. Con để tay ở đây, con rửa chút, con rửa sao. Dạ. Hai con luôn, hai con bự luôn. Hai con bự luôn. Quá đã. Đây, hai con bự luôn cả nhà ơi. Mình được hai con. Cái này ếch thì ếch nó trọng trọng bự bự gì không nè. Rồi mình để đây ha con. Rồi đi tiếp, hai cậu cháu mình sẽ đi tiếp nha các bạn. Bo thấy dở cái lợp lên dính nó sướng không Bo? Đã sướng. Đã lắm cả nhà ơi. Đặt này mà dở lên dính ếch đã lắm. Ở quê Hiệp á, thì trái bình bát á, cây bình bát á, nó mọc gặp mé kinh này là nhiều lắm luôn á. Mình không ăn, không ai ăn hết á các bạn. Mình cứ để cho nó rụng rồi nó lên cây mới. Nè, trái này là trái bình bát nha, bình bát cây nha cả nhà. Nhiều lắm. Cái quê mình mọc như nấm luôn á. Người ta chặt, ta bỏ luôn á.
hai cậu cháu mình chuẩn bị tới cái lợp tiếp theo nha cả nhà. Con đi con chừng miễn cắt đó nha. Rồi chuẩn bị tới cái tiếp theo đó con. Nhìn cặp mé ơi, đố con tìm ra cái lập cái tiếp. Đó. Rồi con xuống con dở lên, con né né cho cậu quay con. Rồi con dở lên này. Dính nào? Dạ, không. Không dính hả? Không dính rồi. Không dính này hả? Rồi không dính nè cả nhà. Cái này không dính nè. Đi tiếp thôi. Rồi, mình đi tiếp lại đằng kia cái luôn. Dưới đây lắm, con muốn dưới đây nhiều lắm. Nên có thể ếch nó ở dưới nó lên nó cả nhà. Mình đặt gần gần ha. Đây có ếch con ha bò. Dạ. Nó con cái lợp đó thấy không? Thấy. Dở lên này có không? Dạ có. Có không? Có không? Rửa rửa luôn đi con. Mấy con? Một con. Một con hả? Bự đây, quá cậu ba ơi, bự quá à. Ờ, một con nha cả nhà. Bự quá à. Đây, một con. Quá bự luôn. Có mồi ăn rồi đó. Có mồi ăn rồi đó. Một con nữa. Rồi đi con. Đó, cái đập đó. Tới cái tiếp theo nha cả nhà. Có không? Có luôn hả? Một con. Một con không? Một con nữa nghe các bạn. Con bự bự không à. Đó. Dính đó. Rồi, đi tiếp luôn. Gần tới cái tiếp nha cả nhà. Đây nè nè con. Đây. Né né cậu quay. Dính nào? Không. Không hả? Không dính nè cả nhà. À, khó ra đây. Tiếp nữa. Dở lên này. Có. Con. Hai con luôn. Đâu bự quá. Ba con. Ui. Ba ơi. Ba con luôn cả nhà. Xịn á. Ba con luôn. Ba con. Tiếp. Sớm tại hiệp tối hiệp thức hiệp làm video á, cái tới sáng á. Nói chung là trễ sáng cái hiệp ngủ quên. Chạy qua rước cái bò nữa cái đi thăm giải các bạn. Rồi cái cuối cùng ở đầu bên đây đó con. Còn hồi mình ra kia mình thăm tiếp nữa. Dạ. Thấy lập chưa? Con thấy lập chưa? Con đứng mấy anh kia đi để cậu quay bên đây. Dở lên này. Không dính hả? Dạ. Rồi không dính này cả nhà. Để hẹp lội lên trên kia, thăm trên kia nữa nha. Rồi mình qua mé bên đây mình thăm hai cái. Nghe đây nghe cả nhà. Nghe được nước đó một cái đó con. Thấy chưa? Né né cho cậu quay nữa. Rồi dở lên nè, có ếch không? Có hả? Có. Nhiều không? Nhiều. Ui, nhiều cả nhà ơi. Ui, nhiều luôn. Ui, tự nữa nè con. Thôi. Ui, 4 con. Ui, chà bá luôn kìa. 4 con vậy cậu á. Ừ, ba con 4 con mà ếch chà bá luôn cả nhà ơi. Ui, ếch khủng hoảng kìa. Trời ơi, 4 con luôn. Hai con nhỏ. Qua đã không, nặng không? Đã. À, một con nhỏ hí luôn cơ ba. Hí gì? Nói chung là 4 con, 2 con chà bá khủng hoảng luôn kìa. Nó dưới nữa nè. Còn hai con này cũng bự luôn nha. Cái này gần cả ký lô á cả nhà. Bò bé bò thấy dở lên mấy bò nặng ịch luôn. Bò.
quá trời luôn cả nhà. Rồi đi tiếp con ơi. Dạ. Mình còn cái nữa. Cái còn cái đằng kia kìa. Xong quay lại. Quá trời luôn cả nhà ơi. Ngót chà bá gì đó. Trưa nay con ăn ếch nha. Dạ. Trưa nay cậu cháu mình sẽ làm món ăn cả nhà. Đem về rồi nè mặn rồi. Ăn luôn. Ăn luôn. Để đây có cái nữa rồi. À đây con. Đây nè, đây nè. Có không? Rồi gõ gì gõ gõ. Nhẹ hay vậy? Nhẹ hay vậy? Chất quất rồi. Có gì vậy nói chất quất. Con nghe nó kêu cạch cạch phải không? Dạ. Mấy con? Con hai một con. Hai con, hai con, hai con. Ba con gì vậy? Hai con, hai con, hai con. Hai con cả nhà. Trúng mánh rồi cả nhà ơi. Bên đây được hai cái, trúng hết hai cái luôn rồi nè. Ếch bự bự không à. Rồi đi coi, về con ơi. Quay mình quay về thăm dạy vô nha chổng ha cả nhà. Mình thăm cái này nữa nha cả nhà. Xong rồi mình đi chạy xe dưới kia. Đây nè con. Thấy chưa? Động nước không ba ơi, động động. Động không? Động không. Phải không? Rồi chất quất. Gì nào? Không. Vậy sao con la động? Trời nó hay động nước chứ. Rồi chết nha nha. Đây là điên điển nha nha. Bông điên điển nhưng mà giờ chưa có bông đâu. Tới mùa nước á. Tới rồi đó con. Phải không? Phải. Chạy không? Không. Để đó đi. Để đó đi. Không dính. Cái này không dính nè nhà. Nước nó bị khô á. Khô gan lợp luôn. Ừ? Cái lợp gì trước kìa, chỗ trước á, chỗ chú cái máy xịt thuốc á, ngay chân chỗ bình xịt thuốc luôn á, thấy không? Đó, không. Đó trong đó đó, kìa trong bụi đó kìa, dở bụi đó ra thấy chưa? Thấy. Xong đi lại dở lên. Ủa? Dính nào? Dính rửa đi. Đây cậu 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 rửa cho. Rồi đây đây. Mấy con? Con à. Con né ra nó văng vô mặt con nè. Được con này nhỏ nha cả nhà. Rồi đi tiếp con. Phải cái ốc á. Đó bò cái này ở đâu? Nó vào cái này ở đâu? Thấy không? Biết không? Không. Kìa trong đó kìa ơi. Có lỗ đó mà không thấy gì trơn. Dạ. Đây chung đây nghe cả nhà. Né cậu quay dưới. Ê đừng đập lên lúa. Bị quýnh đó con. Dính không? Dính. Không. Dính đi. Dính không. Một con nữa nghe cả nhà. Con né bóng ra cậu quay mới được. Một con. Rồi đi tiếp luôn con. Tiếp tục. Kìa cái giỡn dính cá lóc kìa. Ủa, ủa. Dính cá lóc kìa. Cái giỡn dính cá lóc cả nhà. Thấy chưa? Thấy rồi. Ui lên này. Như nào? Dính. Như nào? Mua dính. Ồ, không dính này. Ui quá. Ui quá. Tại đó. Cậu. Hả, không lỡ đó. Sao cũng được. Này cậu thăm cho, cậu thăm cho. Không thăm cho. Thôi, dính xịn đó. Không dính nè con ơi. Rồi cái cuối không dính luôn cả nhà.
để Hiệp tạm dừng camera rồi Hiệp chở lợp về nha, rồi Hiệp quay dính được nhiêu chỗ nhà xem nha. Rồi cậu cháu mình mới vừa đi về nha cả nhà. Đây mình lựa ra 2, 4, 6, 8 cái lợp dính, 8 cái lợp dính hết, 2, 4, 6, 8, 9 cái lợp không dính hết nha cả nhà. Đó, nó cũng sẽ chịch nhau 50-50 thôi. Rồi để Hiệp đổ mấy này ra coi hôm nay được nhiêu nha, xong Hiệp với cháu Hiệp mấy bò đi làm món gì ăn luôn nha cả nhà. Rồi bò dở lên cho cả nhà thấy bò. Đây gì thì nó không thấy nè cả nhà, con hết chà bá luôn à. Hết chà bá luôn, bự quá các bạn ơi. Coi cái này nhiều ta, này ký ngoại cả nhà cũng được, nói chung là đủ hai cậu cháu mình ăn rồi, ký ngoại ớt nha nha. Rồi thì video Hiệp đến đây cũng kết thúc nha, thì hẹn cả nhà những clip lần sau nha. Tại bữa nay có bé Bo bận số chuyện rồi nên clip ẩm thực Hiệp qua hẹn cả nhà clip sau nha. Rồi mong cả nhà thông cảm nha, clip sau sẽ là clip ẩm thực của ếch này nha cả nhà. Rồi chào tạm biệt cả nhà. Với phần Hiệp chưa có mua mấy cái micro đồ kịp á nên chưa có làm clip ẩm thực được. Rồi bye cả nhà nha.